Hải ơi, đi đá banh Hải ơi. Hải. Dạ cô ơi, có Hải nhà không cô? Hải nè. Ông Hải. Hải nè chứ Hải nào nữa. Tôi không ngờ luôn á. Từ trước giờ nghe cái giọng ông hèn, bây giờ con ngựa ông hèn hơn cái giọng nữa. Hèn cái gì, từ lâu nghe mà hèn cái gì. Bỏ cái giày, bỏ cái giày ra. Mới lâu xong mà đi đi ra vô nó vô rồi bây giờ. Thôi bây giờ cho tôi đứng đây chứ tôi cực mà vô nhà bắt cỡ dài. Đừng có đi, đừng có chỗ ra cho người ta lem. Ừ, coi kìa. Đàn ông nheo nhẽo mà cầm cái cây lau nhà. Rồi có ngày hả đây rồi vợ nó kêu là con đàn bà, lúc đó nó sao xui. Bởi vậy thanh niên bây giờ á, học theo tay cái kiểu sống thử, sống chui. Mà không học được ở ngực tay cái kiểu mà chăm sóc vợ, lo lắng cho vợ. Nè cha già, ý ông nói là tôi đám cưới chui á hả, đúng không? Chui cái gì đúng rồi còn cái gì nữa. Mình phải giúp đỡ vợ mình chứ, không biết cái gì hết. Thì tôi đám cưới chui đó được không? Rồi tôi giấu mọi người đó được không? Nhưng mà tôi vẫn là người đàn ông, đầu đội trời, chân đạp đất, đỡ hơn ông. Đồ bán mặt cho đất, bán thân cho trời, bán danh dự, bán nhân phẩm người đàn ông, bán luôn đạo đức, bán tất cả mọi thứ. Ông bán hết con người của ông rồi, ông không còn cái gì hết. Ông đã bán hết rồi ông. Sao? Chồng tôi bán cái gì? Chồng tôi bán thì tôi mua. Chứ mắc gì mấy người mà mấy người làm gì, mấy người xỉa xói chồng tôi. Trời ơi. Cái gì ướt ướt vậy nè? Trời chồng chung lâu nhà hả? Mới lâu sạch xong đi vô dơ luôn rồi. Ôi không tin được luôn á. Luôn á. Trời ơi sạch quá vậy. Rửa chén luôn rồi hả? Xong nào. Ôi coi kìa. Cái gì vậy nè? Cái này là xếp đồ vô cho nó gọn gàng á. Là ai xếp vậy? Là anh Ismi. Trời ơi. Đau tim quá. Sao mà đau tim không vui? Cưng quá, sao giỏi quá vậy? Phải lo cho em là vợ anh mày. Ôi giỏi quá. Nè nó nghe nè. Em đang hoang mang lắm đúng không? Anh nói cho em nghe, từ lâu thằng Tùng chỉ xem em như là hai chị em thôi. Nhưng mà trong thật tâm ai là chị là em đó. Hiểu không? Ủa rồi có sao đâu. Chị em cũng được. Chị em mà tôi vẫn cưng, tôi vẫn yêu là được rồi. Ôi ôi trời thương quá. Sao đi. Cái gì vậy? Sao dạ? Tùng nó nhìn cho nó cười trong mặt bây giờ. Kệ người ta, người ta là người phàm. Người ta không có hiểu được những cái người đàn ông đặc biệt như vậy. Cho nên kệ người ta đi. Thương quá. Thôi tránh đi đi. Người toàn mồ hôi không à. Không có chịu đó. Cưng quá. Ôi trời. Lau ra, lau sàn nhà rồi nhẹ nhàng rồi lau ra, lau lên bàn thờ cuộc đời vui ghê ta không ai ngờ. Anh xong rồi, đi chờ đá banh đi. Ông đứng im đó, đứng im đó, không được chút nhích. Nịnh vợ quá. Trời ơi, bỏ dép ra ngoài. Thiệt luôn á, khổ ghê luôn á. Lau rồi mà. Nịnh vợ, nó nịnh vợ đi, mày đặt cầm cái cháu lau nhè. Ông mắc cười quá, nịnh vợ gì, cái này là trách nhiệm của mình thôi. Tôi nghĩ đến một lúc nha, vợ tôi mà mở cửa bước vô, khi đó có một căn phòng thơm tho sạch sẽ, căn phòng đầy mùi hoa hồng, lúc đó vợ tôi sẽ... Vợ nhìn đi, bất ngờ chưa? Trời ơi, chồng yêu của em. Em ơi. Trời ơi, thương quá à. Hồi nãy giờ ở nhà dọn dẹp chắc là mệt lắm phải không? Em sẽ massage cho chồng khỏe nha. Giờ gì à? Em ơi bất ngờ chưa cưng ơi. Ủa? Anh đang làm gì vậy? Đó, giờ tôi đang hoang mang đó. Bây giờ cô ấy sẽ nở một nụ cười và nhìn vô ánh mắt của tôi khen tới tấp. 2, 3. Thấy gớm. Anh nghĩ sao mà anh dọn dẹp cái gì nhìn nhà cửa thấy ghê vậy anh? Cái cây lau nhà trời đất ơi. Anh nhìn đi. Anh chưa có giặt sạch mà anh còn lau nhà. Anh lau như vậy nó còn dơ hơn lúc anh chưa lau nữa. Cái này là vợ tôi là tâm lý bị ngược, ông hiểu không? Thiệt không? Thiệt, bây giờ nãy là chửi nhẹ thôi, chửi yêu thôi. Tại có người lạ vô nó chửi thôi. Và bây giờ sẽ nở một nụ cười và khen tôi tới tấp nè. Em, hồi nãy em giỡn đúng không? Em giỡn, em hơi cằn nhằn anh một xíu đúng không? Bây giờ là em khen anh đúng không? Nào, khen nào. Giỡn con khỉ mất xì. Anh nghĩ làm sao vậy? Bây giờ anh làm mọi thứ nó rối tung lên hết rồi. Em về em dọn dẹp còn mệt hơn nữa. Thao đừng có mơ. Đời không như là mơ đâu. Mày giấc mơ chị lì giấc mơ. Thấy, ông bị khùng hả? Tôi có vợ ta chửi mà giấc mơ chứ là giấc mơ. Ông đi luôn đi. Muốn được rủ ra anh nữa nha không? Cười à.
duyên. Dạ ra đây con hả? Thì mày chứ ai nữa, ra đây. Cái gì vậy cô? Ngồi xuống đi, ngồi xuống đi, cô nói cho nghe. Gì mà có vẻ thập thò quá vậy cô? Cô tính nói con này nè, mà cô suy nghĩ hoài mới có nên nói hay không. Chuyện của anh Tú, chị Nhã hay là chú Chuột? Trời đất ơi, gia đình cô làm gì có ai xấu. Mày điên quá, ta đang nói là nó cái thằng chồng bay đó. Cái gì? Thằng chồng bay đó, chuyện chồng con anh Tùng hả? Trời ơi, chắc là cô nhầm rồi. Chứ bây giờ chồng con là con phải hiểu rõ chứ. Ảnh là con chỉ cần chưa hỏi là ảnh đã khai con rồi. Nhưng mà có chuyện gì vậy cô? Sao bay nói cái gì bay cũng biết. Thôi mày về mày hỏi nó đi. Nói chuyện với mày mất hứng quá à, thiệt á. Không phải cô ơi, nhưng mà gì nè, bây giờ tại vì tự nhiên cô nói gì đó cô làm con tò mò quá. Không phải, bây giờ con đoán đi, con đoán luôn nha. Bây giờ đúng là cô gật đầu cho con biết nha cô. Bây giờ là chồng con anh Tùng, có phải là có một cái con nhỏ nào đó nó xinh đẹp rồi nó sành điệu, nó theo đuổi chồng con đúng không? Tuột xuống một chút đi, trời ơi nó kinh khủng hơn vậy nhiều. Cái gì? Kinh khủng hơn vậy nữa hả? À hay là con biết rồi. Vậy là anh Tùng chồng con, ảnh yêu đàn ông rồi đúng không cô? Trời ơi, mày bị điên hả? Đúng rồi, tại vì bây giờ chồng con đẹp trai quá mà, ga lăng quá mà. Con phụ đề phòng phụ nữ, con quên đề phòng đàn ông. Ông ba đê rồi đúng không cô? Trời ơi, đâu ra mà ba đê. Trời ơi, nó đàn ông lừng lững, nó bây giờ sao cô phải nói chứ, cô làm gì con nóng ruột quá cô. Cho cô bình tĩnh cái cô nói cho con nghe. Nó để ý cô. Hả? Tao nói xong tao say sẩm luôn á trời ạ. Chồng con để ý cô hả? Trời ơi, nãy giờ con vậy thôi mà không nói làm con lo gần chết. Cô, con giỡn hoài. Chắc mà chồng con ổng để ý cô được, không có đâu. Bởi vậy á, bởi cuộc đời này không bao giờ biết được chữ ngờ con. Cô cũng không bao giờ cô tưởng tượng ra cái điều đó đâu. Nhưng mà thiệt, không phải đâu. Tại vì con biết chồng con là không bao giờ ảnh có cái sở thích lái máy bay hết á. Trời, nó lái tới máy cài nữa đó mày ơi. Giờ mày không tin cô phải không? Bởi vì cô cũng ngại quá. Bây giờ vậy nè. Bây giờ sao? Nó về. Mày núp vô đây đi. Mày núp đi đi. Nhớ để ý nha, từng chi tiết một nè. Dạ, để ý dạ, đó. Dạ. Mất căng quá. Mày chưa mất căng kìa. Tròn quá. Mịn quá. Thích quá. Thích đó. Giòn rực quá. Đó, ngon quá. Ngon mà. Cái gì vậy? Anh. Cái gì vậy? Tôi không ngờ anh như vậy. Dạ. Mà anh đi yêu cái máy bay này đó hả? Yêu cái gì? Em nghĩ sao vậy? Anh chưa lấy bằng lái mà sao anh lấy máy bay? Anh đừng có xạo. Trời ơi. Tôi nghe hết rồi. Cái gì mà mất quá rồi ngon quá nữa. Anh bây giờ anh thích ăn thịt con hột vịt rồi đúng không? Không có, em hiểu lầm anh rồi mà. Thôi. Trời ơi, coi cô coi á. Cô nói giùm con một tiếng đi cô. Cô đẹp đi về giờ hết sức bình tĩnh nha. Để cô đứng giữa cô phân giải cho. Dạ. Tùng à, cô thì cô chỉ góp ý rất là chân thành. Dạ. Con sai rồi. Con sai gì cô? Cái tình cảm của con á là bị sai rồi đó. Con hiểu không? Không thể chấp nhận được. Tức là con không thể nào mà có một cái tư tưởng mà nó ngoại bang vậy được. Ai tư tưởng gì quên rồi, ngoại tình vậy được. Con hiểu không? Là sao? Ý là cô nói cái gì? Con đó thì đó là con anh lái máy bay là anh có tình ý với cổ đúng không? Trời ơi, con khen cô mất rồi, con khen cô không có đâu, con hiểu lầm hết rồi, hiểu lầm. Cô đẹp rồi, con khen cô ấy làm cô nhột nhạt quá. Không phải, thật sự là ngày nào mà con đi ngang đây con cũng nhìn cô, con xăm soi cô á. Là để con ngắm cái cặp cặp gì? Cặp hả? Trời ơi. Trời ơi, con ơi, con bậy quá rồi. Cái cặp này khó nói quá, con muốn trời ngắm cái cặp tại vì cái cặp của nó đẹp, nó mất quá. Trời ơi là trời. Trời ơi, con thấy không? Con cái cặp này con ơi đừng có như vậy. Cặp gì? Cặp bằng tay. Cái cặp bằng tay cô đẹp quá. Cô coi nè. Trời đất ơi, phụ nữ u bốn mấy 50 rồi mà cái bằng tay nó cưng dễ sợ, đẹp quá. Mày đi học văn lại đi nha mày. Dạ. Cái cặp gì? Cái đôi tay mày, cặp tay mày, cặp mày. Mày
nói chuyện thiệt nhốt nhát à. Không có, tại vì bàn tay cô đẹp quá, bàn tay cô như búp măng non. Em coi kìa, nõn nà, trắng trẻo, coi kìa móng tay trắng nõn, trắng nà, em thấy thương không? Đó, anh mê là anh mê cặp bàn tay múp vậy nè. Chứ anh đâu có mê cô đâu. Em thấy cũng bình thường thôi, chứ có gì đâu mà đẹp vậy mà mê dữ vậy. Để cô coi coi, ông tay cô đẹp hơn tay con. Tay cô đẹp hơn, đúng rồi, nó nói đúng rồi, con nói tiếp đi con. Đó, bàn tay ta đẹp lắm. Ngày xưa em cũng có đôi bàn tay đó. Mà từ ngày mà em có bệnh kỹ lưỡng, tối ngày em rửa chén, giặt đồ, nấu cơm, nấu nước, rồi em lau nhà, em lau sang sang sang, ngày nào cũng lau á, tay nổi gân cục 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 như đàn ông tập bại đó. Không, Duyên à, nó nói đúng đó con. Con phải nên như kem nè, rồi bớt lại những cái việc mà nó, chứ để nó chai lì cảm xúc đó con. Đúng, hiểu không em nha, bàn tay đúng. Là anh yêu thương nhất, đừng có làm cái nó hư tổn giùm anh nha em. Thôi được rồi, vậy kể từ nay đó là em bớt làm việc nhà lại cho bàn tay em đẹp cho anh thích nha chưa. Hôn thương cái bàn tay này nhất nha, đừng có làm thương nó giùm anh nha. Vừa yêu luôn bên ta, cả khi ta khó khăn nhất, vừa luôn luôn tin ta, chăm sóc ta bao điều. Nhất là cái ngày được tin nhắn, đặt khó đâu, mong tới xe qua xô nè. Bây giờ nào thì chắc sẽ như mà hoảng thứ yên mà. Vừa yêu của anh ơi, em là tình yêu của anh đó. Cùng nhau ta đi chung, qua bao chân đường dài. Vừa xưa mai sâu, mãi mãi yêu vui nhé. Nguyện thương quen nhau nhà vợ yêu. Má chồng đi chủ hôn.